Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin kính thưa tất cả anh em Phật tử. Hôm nay cũng gần qua mùa Vu Lan báo hiếu. Trong lời lẽ mấy ngày qua đó thì bần sĩ đã diệt ra những lời lẽ rất là tận tâm tận tình tận lực tận độ, để cho tất cả các anh em của mình ở gần, ở xa được hiểu, được biết, được rộng tính lên, rộng tâm lên. Và mình báo hiếu cha mẹ và phải nhớ cha mẹ mình như sau. Thì hôm nay đó là những cái lần điển quang mới, câu thơ văn mới. Còn bây giờ, nghi thức tụng kinh Vu Lan và báo hiếu của chư Phật để... Tuy cũ kỹ nhưng hồ sơ này 1.000 năm, 5.000 năm vẫn còn. Nếu mà mình không học qua kinh này thì làm sao mình biết được nguồn cội của Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhưng mà mình sĩ không biết chữ, cũng gõ mỏ, cũng lộn xộn nữa. Thì xin tất cả các vị cao tăng trưởng đạo cùng quý độc giả, anh em, quý khách xa, gần, đồng đạo, đạo hữu, Phật tử hoan hỷ. Nếu nghe có tiếng ngọng nghịu hay là có tiếng mà nó trợt qua lời đó thì bần sĩ đã báo trước cho quý vị, chứ không được mà luyện giọng. Ngài phải nấu sòng áo giải, phải làm một cách nào, phải làm gì thì đâu có thời gian nào mà để thông thạo kinh sách mà không biết chữ nữa. Còn xin quý ngài thông nhận quý vị học phổ thông giáo lý là một. Quý vị luyện giọng, muốn tụng kinh gì quý vị phải luyện giọng hết mới được. Còn này không có luyện giọng được, thành ra cũng có sai trật trong này. Nhưng mà muốn khởi đầu nan của những bài vừa rồi, gợi lòng nhớ mẹ mùa Vu Lan, thì bây giờ phải đi cái bước đầu trước của Đức Phật dạy, chứ không có nên nằm ngang bướng được. Nam mô A Di Đà Phật. Nghi thức tụng kinh Vu Lan và báo hiếu cúng hương. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phương Phật khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo, thuê trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ, tâm Bồ Đề kiên cố, xa bể khổ nguồn mê, chống quay về bờ giá. Kỳ nguyện nay chính là ngày chư tăng mạng hạ, đem đức lành phổ hóa chúng sanh, chúng con một dạ chí thành cung dường trì tụng hồng danh đức ngài. Nguyện khắp cả ba ngôi Tam Bảo, đức bổn sư Từ Phổ Thích Ca, Lạc Bang giáo chủ Ta Bà, cùng là Bồ Tát các vị thanh tăng, hiệp ba cõi mười phương tăng chúng, mong từ bi tiếp độ hương linh của quyền thất tổ siêu thắng, cha mẹ hiện thế phước tăng thọ trường, khắp chúng sanh sớm rõ đường đạo đức
thoát mũi mê chứng bậc quang minh, ngưỡng mong Thích Ca Hoài Linh từ bi thương xót chứng minh hộ trì. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Tăng Phật Đấng Pháp Vương Vô Thượng Tôn Ma, Đấng Pháp Vương Vô Thượng Ba Cõi chẳng ai bằng, Thầy dạy khắp trời người Cha lành chung bốn loài, quy tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tán thán ức kiếp không cùng tận. Quán tượng Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưỡi đế châu dĩ đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, trước bảo tỏa thân còn ẩn hiện, cúi đầu xin phát nguyện bi ơi. Chỉ tâm đánh lễ Nam mô tầng hư không, biến pháp giới hóa hiện vị lai thập phương, chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chỉ tâm đánh lễ Nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đường lai hà sanh Di Lạc tôn Phật, đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đại hạnh vô hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chỉ tâm đánh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đại Gia Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Tạng Lư Hương Kim Lư Dừa Bén Chiên Đàn, khắp trong pháp và giới đạo tràng, mười phương nghiêng thành mây báo kiết tường, chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền, pháp thân còn hiện tiền, chứng minh hương nguyện phước liền ban cho. Nam mô hương nhân cái Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô hương nhân cái Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô hương nhân cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Chú Đại Bi Nam Mô Đại Bi Hồi Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hồi Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Thiền Thủ Thiền Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Đà Ni Nam Mô Hạt Tra Đắc Đa 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 Dạ Dạ Nam Mô A Di Đà Bà Lô Ghi Đề Thức Bát Tra Dạ Bồ Đề Thác Đà Bà Dạ Ma Thác Đô Bà Dạ Ma Hăng Ca Đô Ni Ca Dạ An Thác Bạn Phật Dệ Số Đắc Na Đắc Tỏ Nam Mô Tất ghét lật đói mong a đi a ba lo kiên đế tất phật đà lân đà bà nam mô đà cần trì hê đề ma ha bàn đa sa mê tát bà a ta đậu du bằng a thể dẫn tát bà tát bà tát đa ma bà già ma phật đạt đậu đắc diệt ta án bà lô hê lô ca đế ca ra đế Di Hê Đề Ma Bồ Đề Tát Đà Tát Bà Ma Ra Ma Ra
la ma he ma he di đà dung phu lô lô. Em om đô lô phát xà gia đê ma ha phát xà gia đê đà ra di đi ni tháp phật ra gia ra gia đà ma ma Phật ma ra mục đế lây di hệ tất na ra sam phật ra sở lợi phật sa phật sam phật ra ya ra hồ lô hồ lô ma ra hồ lô lô hi di ta ra tất trì tu ro bồ đề ya bồ đề ya bồ đà ya bồ đà ya di đế di ya na ra cần trì đế đế sắc ni na ba nga ya ma ha ta ba ha tất đà ya ta ba ha ma ha tất đà ya ta ba ha đà dụ nghệ tất bằng ra dạ ta bà ha ta bà ha na ra căn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha ma tăng mục kê dạ ta bà ha ta bằng a ha tất cái đà dạ ta bà ha dạ kiết ra tất đà dạ ta bà ha ma đà ma e tất đà dạ ta bà ha nam mô na ra căn trì bằng đà ra dạ ta bà ha bà lợi tăng yết ra dạ ta bà nam mô ra đắc na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiết đê bằng ra dạ ta bà ha an tất ca điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha an tất ca điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta tất cả điện đô bằng đã ra bát đa và ta bằng khai kinh kệ rồi rồi không trên pháp thâm sâu trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu còn nay nghe đặng chiến trì mém nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát Phật nói kinh Du Lan Bồ ta từng nghe lời tạc như vậy. Một thở nọ Tế Tôn an trụ xá vệ thành kỳ thủ viên trung mà một liền mới đặng lục thông muốn cho cha mẹ thoát dòng trầm luân. Còn dưỡng dục thầm ăn dốc cha nghĩa sanh thành đạo cá mong đền làm con hiếu hành di tiên bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm thầm thế dòng mẫu sanh làm ngã quỷ không muốn ăn tiêu tỷ hình hài một liên thì vậy bi ai biết mẹ đôi khác ai hoài tình thâm lo phẩm vật đem dân từ mâu đắng đớ lòng cực khổ bấy lâu thấy con mẹ rất lo âu tay che tay tả che đẩy hú hầu bất ăn lòng bon xén tiền căn chưa dứt sợ chung mà cướp giật của bà con chưa đi đến miệng đà qua thành hang lửa mà đặng đâu thấy như vậy âu sầu thế thảm một kiền liên bi cảm xót thương mau mau về đến chưa vàng ở đường bạch cùng sư phụ tìm phương giấy nàng Phật mới bao rõ ràng căn cội rằng mẹ ông gốc tội rất sâu dầu ông thần lực nhiệm màu một mình cũng thấy ai cầu đặng đâu lòng hiếu thảo của ông dầu lớn tiếng vàng đồn thâu đến cụ thiên hay là các
bất thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn vì thiên dương. Còn ba cõi sáu phương tu tập cũng không thường cụ thể, mẹ người muốn cho đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tâm. Pháp cụ thể ta đang ta toàn giảng nói cho mọi người thoát khỏi ách nàng, bèn kêu một thị đến gần truyền cho diệu pháp ân cần thiết chi. Rằm tháng bấy là ngày thứ tư, mười phương tăng đến dự lễ này, phải toan sắm sửa chớ chày, thức ăn trăm món trái cây năm màu, lại phải sắm giường nằm nệm lót, cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu, món ăn tinh sạch bảo màu, đừng trong bệnh bác giống cầu kinh dân. Chư đại đức mượn phương tỏ thực, trong bấy đời sẽ được siêu thăng, lại thêm cha mẹ hiện tiền, đang nhờ phước đức tiêu khiến ách nạn. Vì ngày ấy thánh tăng điều đô, dầu ở đâu cũng tu hồi về, như người thiền định sơn thế, tránh điều phiền não tâm về thiện nam. Hoặc người đặng bốn tòa đáo hoa, công tu hành nguyện thá vô sanh, hoặc người thọ hạ kinh hành, chẳng ham nguyện quý ấn danh lâm đồng, hoặc người đặng lục thông tân pháp, và những hàng viên giác thanh văn, hoặc chư Bồ Tát mười phương hiện hình làm sái ở gần chung sanh, đều trì giới rất thanh rất tịnh, đạo đức dài chánh định chân tâm, tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hòa. Người nào có sắm ra vật thực, đặng cúng nhường tử tứ tầng thời, hiên tiền phụ mẫu của người, bà con quyến thuộc hãy đều nhớ ơn. Tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi, cánh thành nhà ngưỡng thọ tự nhiên, như còn cha mẹ chưa hiện tiền, nhờ đó cũng đặt ba niên thọ trường. Như cha mẹ bài đời qua gian, xe quá xanh về cõi thiên cung, ngự đời tưng tú hình dung, hào quang chiếu sáng khắp cùng châu ở thân. Phật dạy bao mười phương tăng chung, phải tuân theo thể lực sau này, trước khi thọ thực đàn trai phải cầu chú nguyện cho người tính gia. Cầu thực thế mẹ cha thí chú, định tâm thần quán đủ đừng quên, cho xong định ý hành thiền, mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dân. Khi thọ dùng nên an vật thực, trước Phật đài hoặc tử pháp trung, chữ tăng chú nguyện viên dung, sao rồi mà tự tiễn thọ dùng bữa trưa. Pháp cô thế Phật vừa nói dứt, một kiền liên cùng một liên cùng Bồ Tát, chư tăng đồng nhau tỏ vẻ vui mừng, một liên cũng bớt than buồn rầu buồn trật, một liên mau cũng trong ngày ấy kiếp trở về, kiếp khổ về ngã quỷ được tan. Một liên bạch với Phật rằng, mẹ con nhờ sức tánh tăng khỏi nàng, lại cũng nhờ quay thần tam bảo, bằng chẳng thì nạn khổ khó ra, như sau đệ tử xuất gia, dù lang bồn pháp cùng mà độ sanh, độ cha mẹ còn đương thải thế,
Quật bãi đời có thể đắng công, Phật rằng lời hỏi rất thâm, ta vừa muốn nói còn dùng hỏi theo. Thiện nam tử thì khéo nam tử, cùng quốc dương thái tử đại thần tâm công tế tướng ba quan, cùng hàng lễ tứ vàng dân gọi trần như muôn, nhưng chỉ muốn đền ơn cha mẹ hiền tại cùng thất tế tình thâm. Đến rằm tháng bay mỗi năm, sau khi kiết hạ chư tăng tụ về, chính ngày ấy Phật đà hoan hỷ, phải sắm sanh bá vị cồn canh. Đứng trong bình bát tinh anh chờ giờ tự tứ chúng tăng cúng nhường, đặng cầu nguyện sông đường trường thọ, chẳng ôm đau cũng chẳng khổ chi, cùng cầu thất tổ đông thì lìa nơi ngã quý sanh về nhân thiên. Đặng hưởng phước nhân viên vui đẹp, lại xa lìa nạn khổ cực thân, môn sanh Phật tứ ân cần, hạnh tu hiếu thận phê cần phải chuyên. Thường cầu nguyện tung nguyên an hào, cùng bái đầu phú màu siêu sanh, ngày rằm tháng bảy mỗi năm, vì lòng hiếu thảo thân âm phải đền lễ cô tế chỉ bền sắp đặt. Họ cúng nhường chư Phật chư Tăng, ấy là bao đáp thù ân, sinh thành dưỡng dục sông thân bụi đầu, để tứ Phật đó gìn giữ mới là mới phải là tích tử thuyền môn, vừa nghe dứt pháp làn bồn, muôn sanh tứ chúng thải đồng hỷ quang. Một liên giới bốn ban Phật tử, nguyện một lòng tin sự phụng hành, trước là trả nghĩa sanh thành, sau là cứu vớt chúng sanh muôn loài. Nam mô đại hiếu mục kiền liên Bồ Tát, Nam mô đại hiếu mục kiền liên Bồ Tát, Nam mô đại hiếu mục kiền liên Bồ Tát. Phật nói kinh báo đáp công ơn cha mẹ, ta từng nghe lời thật như vậy. Một tờ nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thủ viên trung, chư tăng câu hỏi rất đông, tính ra đến số 28.000. Lại cũng có các hàng Bồ Tát hồi tại đây đủ mặt thường thường, bây giờ Phật lại chưa lên ở đường, cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành. Đau bán lỗ đành rành mắt thấy, núi xương khô bỏ đấy lâu đời, Thế Tôn bèn dội đến nơi, lại liền ba lại rồi rơi giọt hồng. Đức A Nan trong lòng ấy ngại, chẳng hiếu chi Phật lại đông sương, dội vàng xin Phật dạy thường, thầy là từ phụ ba phương bốn loài. Ai ai cung kính thầy dường ấy, cớ sao thầy lại lại sương khổ, Phật rằng trong các môn đồ, người là đệ tử đứng đầu dạy công, bởi chưa bước đột trong chưa rõ, nên vì người ta tỏ đuôi đầu, đông phương hột gặp bấy lâu, cho nên trong biết bao thi hài. Chắc cùng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh, luân hồi sanh tử tử sanh, lục thân mà đời trước thì hài. Còn ở đây ta lệ bay kính người tiền bối, và ngắm người gì
kiếp xưa đóng xương hỗn tạp về chẳng vừa, không thông trai gái bỏ bừa khó coi. Người chịu khó xét soi cho kỹ, phân làm hai bên nữ bên nam, để cho phân biệt cốt phàm, không còn lộn nữ nam chất chồng. Đức năng trong lòng ta thiết, biết làm sao phân biệt khỏi sai, ngày bèn xin Phật tỏ bài. Vì khó chọn lựa gái trai lúc này, còn sanh thiền dễ bề sắp đặt, cách đứng đi ăn mặc phần mình chớ khi rã sát tiêu hình, xương ai như nấy khó nhìn khó phân. Phật mới bảo A Nan nên biết xương nữ nam phân biệt rõ ràng, ông xương trắng chưa nặng quần, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Người có biết cớ sao đen nhẹ, bởi đàn bà sanh đẻ mà ra, sanh con bà đấu quyết cha tám bốn đấu sửa hòa nuôi con. Vì cơ ấy hao mòn thân thể, xương đàn bà đen nhẹ hơn trai. A Nan nghe vậy bi ai xót, thương cha mẹ công mà dài dưỡng sanh. Bèn cầu Phật ti ân giải bảo, phương pháp nào báo hiếu xâm thân, Thế Tôn mới bảo lời rằng, vì người ta sẽ phân trần khá nghe. Thân đàn bà nhiều bề cực nhọc, sanh đẳng con thập ngoạt cứu men, tháng đầu thay đầu tờ xương, mày chiều gìn giữ sợ tan bất thường. Tháng thứ tư, tháng thứ nhì, dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cột quyết ca ngừng, bốn tháng đã tượng ra hình, năm tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng, tháng thứ sáu lục căn đều đủ, bảy tháng thì đủ bộ cốt xương, lại thêm đu lộ chân lông cộng chung bốn số tám muôn bốn ngàn, tháng thứ tám hoàn thành thẳng phụ. Chinh tháng thì đầy đủ dốc hình, mười tháng là đến kỳ sinh, nếu còn hiếu thuận xuôi mình ra bằng ngõ nghịch đam buồn thân mẫu, nó vậy hùng đạo bấu lung tung, làm cho cha mẹ hại hùng, khi đau sự khổ không cùng thọ phân. Khi sanh đặng muôn phần thoát khoái lạc, cũng dĩ như được bạc được vàng, Thế Tôn mới bảo A Nan, ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tính. Điều thứ nhất giữ gìn thái giáo, mười tháng trường chú đáo mọi bề. Thứ hai sanh đẻ gốm ghê, chịu đau chịu khổ mọi mê trăm phần. Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lai. Thứ tư ăn đắng nuốt cay, để dành nồi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu muốn sữa nhai con, miếng con no dạ chẳng nhòm chẳng ghê. Điều thứ bảy không che ô quê, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo.
Điều thứ dân miếng cho miếng con sung sướng, dẫu phải mang nghiệp chướng cũng cam tính sao có lợi, giờ thì giờ làm chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng am trao chút, dành cho con kết cuộc thanh nhàn, thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sanh bằng thái sơn. Phật dạy bảo A Nan nên biết, trong chúng sanh thì thiệt thấm mà người, mười phần mê mũi cá mười, không thường ơn rộng đức dài sống thân. Chẳng tình mến quên ân trái đức, không xót thương dưỡng dục cù lao, ấy là bất hiếu mặt dao, thì những ngữ ấy đời nào nên thân. Mẹ sanh con cô mang mười tháng, cực khổ thường gánh nặng trên vai, uống ăn chẳng đặng gì thay, cho nên thân thể hình hài kém suy. Khi sanh sàng thì quy chi siết, sanh đặng rồi tinh quyết dầm về, ví như thập quyết trâu dê, nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan. Con còn nhỏ phải lo săn sóc, ăn nắng cay mùi ngọt phần con, phải tắm phải giặt rửa trôn, biết rằng dơ dái mẹ đâu nghề gì. Nằm phía ướt con nằm phía đâu, sợ cho con ướt áo ướt chăn, một khi ghé chấp khắp thân, ắt là con phải chịu thảm thương. Trọn ba năm bú nương xưa mẹ, thân gầy mòn nào nể với con, đến khi vừa được lớn khôn, mẹ cha dạy bảo cho con vợ lòng, cho đi học mở tâm trí huệ, dẫn vợ chồng có thể làm ăn, ước mong con được nên thân, giàu có cha mẹ cơ bần quản chi. Còn đau ôm tức thì lo chạy, dầu tồn hao cách mấy cũng đành, khi con căn bệnh nặng lành thì cha mẹ mới an thần tịnh tâm. Công dưỡng dục sanh bằng non biển, cớ sao con chẳng biết ơn dài, hoặc khi lầm lỗi bị rầy chẳng từng thì chớ lại mày ngủ ngang. Hồn cha mẹ phù mang trợn mắt, khinh trưởng huynh nô nạt chi, bà con chẳng kể ra chi, không tưng sư phụ lễ nghi chẳng thường. Lời dạy dạy báo sông đường không kể, tiếng khuyên răng anh chị chẳng màng, trái ngang chống bán mọi đàn, ra vào lui tới mắng càng chửi trên, vì lỗ mang tính quen làm bướng. Chẳng kế lời trưởng thượng dạy rằng, đứng lên theo lối hung hăng, đã không nhẫn nhịn lại càng hạnh hơn. Bỏ bản lành theo cùng chúng dự, nết tập quen làm sự trái ngang, nghe lời dụ dỗ quân quan, bỏ ba mà bỏ mẹ trốn sang quê người. Trước con tập theo lời theo tay, thân đập thân tìm kế sinh nhai, hoặc đi mua bán kiếm lời giàu, linh giới đời lập công, vì ràng buộc đồng công mối nợ, hoặc trở ngăn vì vợ vì con, quên cha quên mẹ tình thâm, quên xứ quên sở lâu năm không về. Ấy là nói những người có tri
chớ phần nhiều du hí mà thôi. Sau khi phá hết của rồi, phải tìm phương kế kiếm đôi đồng xài. Theo trộm cướp hoặc là bài bạc, phạm tội tình tù ngục phải dương. Hoặc khi mang bệnh giữa đường, không người dưỡng bỏ thân ngoài đồng. Hay tin dữ bà con cô bác cùng mẹ cha sao sát, buồn rầu thương con than khóc âu sầu. Có khi mang bệnh bụi mù dẫn dương, hoặc bệnh nặng vì thương quá lẽ phải bó mình làm quỷ giữ hồn. Hoặc khi con trắng đo lường, trà đình tu đêm phố phường ao du, cứ mày miệt theo đò bất tranh, chẳng mấy ai thần tịnh mộ khang, làm cho cha mẹ than gian, sanh con bất thiếu phải mang tiếng đời. Hoặc cha mẹ đến hồi già yêu, không ai nuôi tốn thiếu mọi điều. Ôm đau đôi rách kêu riêu, con không cấp dưỡng bỏ liều, bỏ liều chẳng thương. Thân con gái còn nương cha mẹ, thì có lòng hiếu thảo thương hòa, thần áo phục dịch trong mờ nhà. Dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi, xong đến lúc tùng phu sức gia, lo bên chồng chẳng á bên mình, trước còn lai giảng viên thăm lần lần, nguội lạnh biệt tâm biệt nhà trên, quên dưỡng dục song thân ân trọng. Công không nhớ thương, công mang nặng đẻ đau, chẳng lo báo bổ cù lao, làm cho cha mẹ buồn đầu thảm thay. Nếu cha mẹ rầy la quớ măng, trở sanh lòng hờn giận chẳng kiên, chớ khi chồng đánh hương miên, thì cam chịu chẳng phiền chẳng than. Tội bất hiếu lưỡng ban nam nữ, nói không cùng nghiệp giữ phải mang. Nghe Phật chỉ rõ mọi đàn, trong hàng đại chúng lòng càng thảm thay. Gieo xuống đất lấy cây lấy cùi, đập vào mình vào mối vào hông, làm cho các lỗ chân lông thấy đều rơm máu đầm cả thân. Đến hôn mê tâm thần bất tỉnh, một giây lâu mới tình thắng rằng bọn ta quá thiệt tội nhân xưa này chẳng rõ, không hơn người mù nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc, ruột gan dường như nát như tan. Tội tình khó nổi than gian, làm sao trả đặng muôn ngàn ơn sâu. Trước Phật tiền ai cầu trần tôn, xin thế tôn mân có bi lần, làm sao báo đáp thù ân. Tỏ lòng hiểu thận sống thân của mình, Phật bèn dùng pháp ba linh sao môn, phân tỏ cùng đại chúng lắng nghe. Ơn cha nghĩa mẹ nâng nề, không báo đáp cho vừa sức đâu. Vì có người ơn sâu dốc trà, cổng mẹ cha tất cả hay giai giáp, dòng hòn núi tu di đến trăm ngàn kiếp, ơn kia chưa đền. Vì có người gặp cơn đói rét, nuôi sông thân dân hết thân này, sướng nghiền thịt nát phân tay, trải trăm ngàn kiếp ơn đây chưa đồng. Vì có người vì công sanh dương,
tự tay mình khoét lỗ thủng chân xong người chịu thân mù quáng, chịu thân mù tối như vậy đến trăm ngàn kiếp ân này thấm đâu. Chỉ có người cầm dao tiệt bên mổ bụng ra rút hết tâm can quyết tra khắp đất, chẳng than đến trăm ngàn kiếp thâm sâu đâu bằng. Chỉ có người dùng dao dùng ngàn mũi nhọn đâm vào mình rất bất lưng chỗ nào tí là sự khổ biết bao, trải trăm ngàn kiếp không sao đáp đền. Vì có người về ơn dưỡng dục sự tự treo mình cúng Phật tế đèn, cứ treo như vậy trọn năm trải trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền. Vì có người xương nghiền ra mở hoặc dùng dao chặt bữa thân mình, xương tan thịt nát chẳng phiền đến trăm ngàn kiếp ân trên chưa đồng. Vì có người vì công dương dục nuốt sắc nông thấu ruột thấu gan, làm cho thân thể tiêu tan đến trăm ngàn kiếp thâm ân chưa đền. Nghe Phật nói thấy điều kinh hại, giọt lệ tràn có nói cầm ngăn. Đồng thanh bạch Phật đời rằng, làm sao trả đặng thâm sâu ân thâm sông đường. Phật mới bảo các hàng Phật tử phải lắng nghe ta chỉ, sau này các ngươi muốn đáp ơn dài phải toàn biên chép kinh đây lô truyền. Về cha mẹ thì yên cũng phụng, cùng ăn năn những tội lỗi xưa, cũng nhường tam bảo sớm trưa, cùng là tu phước chẳng chừa món chi. Rằm tháng bay đến ngày thứ tư, mười phương tăng đến giữ lễ này, sắm sanh lễ vật đủ đầy, chờ giờ câu hỏi đặt bày cúng dân. Đặng cầu nguyện sống đường trường thọ, hoặc sanh về tỉnh đó nhàn an, ấy là mau đắc thụ ân sanh thành dương dục sông thân của mình. Còn mình phải cần chiên trì giới, pháp tam quy ngũ giới giữ gìn, nhưng đời ta giải đinh khá nên y thứ phụng hành đừng sai. Được như vậy mới là khỏi tội, bằng chăng thì ngục tối phải xa trăm năm để tội kể ra. Bất hiểu thứ nhất thật là trong tay, sau khi chết bị đày vào ngục, ngủ vô gian cũng gọi tỳ ngục này trong nuôi thiết gì dách hòn bằng sắt dây quanh bốn bề. Trong ngục này hằng ngày lửa cháy đốt tội nhân ít tái thành than, có lò nấu sắt cho tan rớt vào trong miệng tội nhân hành hình. Một giá đu cho người thọ khổ, lột thịt ra đào thấu tâm can, lại có chó sắt rắn tan phùng ra khói lửa đốt tàn tội nhân. Ở trong ngục có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm khắp đó xong rồi, cho một ngọn lửa hồng nướng hoài chúng nó và phòng thịt than. Móc bằng sắt thương đau gươm dao,
Trên không trung độ tháo như mưa, gặp ai chém nấy chẳng chừa, làm cho thân thể nát như như thương. Những hình phạt cho phương kể hết, mỗi ngục tiền có cách trị riêng. Như là xe sắt phân tay chim ngưng mố bụng trâu cài lưỡi lên. Chớ chi đặng chết liền rất đỡ, vì nghiệp duyên không nỡ hình thân. Ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sự hình phạt tại tỳ ngục rất nặng nề, ngổ nghịch sống thân chúng con. Chúng ngư đều phải ân cần, thừa hành các việc phân trần khoảng trên. Nhất là phải trì kinh in chép, truyền bá ra khắp cả Đông Tây. Như ai chép một quyển này, ví bằng một thấy một vị Thế Tôn đến in đặng ngàn muôn quyển ấy, thì cũng bằng thấy Phật giảng niên. Do theo nguyện lực tỳ viên, chư Phật ủng hộ y như sợ nguyện. Cha mẹ đặng xa miền khóc lành, lại hóa sanh về cảnh thiên cung. Khi nghe lời Phật, khi nghe lời Phật cháy vừa xong, khắp trầm tư chúng một lòng kinh dân. Lại phát nguyện thà thân này nát, ra bụi cho muôn kiếp chẳng này. Dầu cho lưỡi kéo trâu cài, đến trăm ngàn kiếp lỡ thầy không quên. Vì có người dĩ như bị ba thiên đao kim cấp tân này đâm chém thân thầy, hoặc như lữ trôi thân này trải trăm ngàn kiếp, lời thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị cưa bị chặt, phân chia ra muôn đón ra rời đến trăm ngàn kiếp, như vậy cũng không, chúng con cũng chẳng trái lời thầy khuyên. Đức A Nan kiền thiền đảnh lễ, cầu Thế Tôn đặng đề quyển kinh, ngày sau truyền ba chúng sanh dễ bề phụng tụng chuyên tu hành. Phật mới bảo A Nan nên biết quyển kinh này quả thiệt cao xa, đặt tên báo hiếu mẹ cha, cũng là ân trọng thiệt là chân kinh. Các cơn phái dơ dình chú đáo, đặng đời sau y giáo cũng hành. Sau khi Phật giải chưa đành rành, bốn ban Phật tử rất mừng rất vui. Tại một lòng dân theo lời Phật và kinh thành tính chắc dạng thuyền, đồng nhau thụ lại Phật thiền, nhất tâm đánh lễ rồi liền rui ra. Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát, Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát, Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát. Bát nhã tâm kinh tâm trí huệ tinh, tinh rộng lớn sáng trong ngần, chẳng bận mấy trần lầu lầu một tánh tiên chân, bao trầm muôn lõi chẳng phân thánh phàm. Dẫn tâm mây lặng trong sáng suốt, cõi bờ kia một bước đến nơi, trải lòng tròn đố xưa nay, công thành quả chứng tỏ bài đích đen. Hàng Bồ Tát danh quang tự tại, khi tham thiền vô ngại đến trong, tâm vào trí huệ mở thông soi, thấy năm quận đều không có gì.
độ tất cả không chi khổ ách. Trong thực tâm hiện cảnh sắc ra, sắc không chung ở một nhà, không không sắc các sắc nào khác không. Ấy sắc tương cũng đồng không tương, không tướng y như tướng sắc kia, thọ tướng hành thức phân chia cũng lại như vậy, tống về chân không tòa sắc tướng nhân ông tạm đó, các phẩm kia hiện nó chân chẳng sanh chẳng diệt tường chân, chẳng cấu chẳng thịnh chẳng trần chẳng thêm. Cơ ấy nên còi trên không giới, thế lào lào vô ngại thường chân, vốn không nằm quần thân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không, thấy đông không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thức giới cũng không, tánh không sáng suốt đại đồng vô minh, chẳng có mưa hồng kể chi. Dần không có thân gì già chết, huống chi là hết chết già sâu, từ đây cũng chẳng có nào không khi là trí, có nào sắc chi. Do vô sợ đắc ly tất cả nhân pháp kia đều xa nhĩ không, nhận lòng trí huệ thanh không, bờ kia mở đến tâm không nghệ gì, không ngoài ngại có chi vung vô, tất xa lìa mộng tưởng đảo điên, tâm không rốt ráo chư duyên, niết bàn quả chứng nhân hoàn toàn. Tam thế Phật Tỳ Đàn Bát Nhã Đạo Bồ Đề chứng quả chánh chân, cho hai bát nhã là hơn Phật môn tôi thắng cõi chân. Mau về thiệt thần chú linh chi đại lực, thiệt thần chú đúng bậc quang minh này, chú tối thượng hoài linh này, chú vô đẳng tinh tinh hoài thần, trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiệt, bất hư an làm thần chú chừng như thiết rằng. Yết đề, yết đề ba la yết đề, ba la tăng yết đề bồ đề tát bà ha, yết đề ba la yết đề ma la tăng yết đề bồ đề tát bà ha. Yết đề yết đề ba la yết đề ba la tăng yết đề bồ đề tát bà ha. Giảng sanh tịnh độ thần chú, nam mô a di đà, nam mô nam mô a di đà ba già đa ta già đa già đa điệt cha ta di đà bà thầy a di đi đa tất nam bà thầy a di đi đa thì ca răng đê a di đi đa thì ca răng đa già di đi già na chi đa ca lê ta bà ngã. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Điệt Già Tha A Di Đà Đô Bà Thầy A Di Đà Đa Tất Đàm Bà Thầy A Di Đà Đa Tỳ Ca Răng Đê A Di Đà Đa Tỳ Ca Răng Đa Già Di Đà Già Già Đa Chi Đa Ca Lê Ta Bà. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha A di đi đô ba tỳ A di đi đa tất đam ba tỳ di đi đa tỳ ca đắng đê A di đi đa tỳ ca đắng đa già di đi già già đa chi đa ca lời ta bàn á bài tán tán Phật A di đà chung tích tử kiền thiền xưng tan Đức Di Đà vô hạn lợi danh bốn phương tám nguyện hiện thành hiện ra tướng tốt sắc thân tuyệt vời kim sắc tướng muôn ngàn công đức
khắp mười phương chẳng bực sánh bằng. Bạch hào uyên chiến phóng quang soi gần chiếu sáng, về sáng năm thọ gặp tinh. Cập thanh nhàn thấy xa vô ngại, sáng trong ngần tư hải, đại tư hải dương, tứ đại hải dương hò quang quá Phật không lường, quá cùng Bồ Tát chớ hằng hà. Độ chúng sanh liên qua chính phẩm, ma nước lạc ban là cảnh Tây phương, chỉ thành tập niệm chiêu dương. Hiện tiền thanh chung nhân đường giảng sanh, Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô 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 Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí 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 Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hay Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hay Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hay Chúng Bồ Tát. Sám Ba Du Lan Đệ Tự chúng con dâng lời thầy giải. Ngày rằm tháng bảy gặp hội Du Lan, Phạm Vũ Quy Hoàng nốt phương đánh lễ. Mười phương tam thế thập pháp thánh hiền, nói gương đức mục kiền liên. Nguyện làm con thao lòng càng ao não, nhớ nghĩa thân sanh nên con. Còn đến trưởng thành mẹ này gian khổ, ba năm nhú bộ chín tháng cù mang. Công ớt lo toàn quên ăn bó ngủ ấm no, đầy đủ cây có ông cha chẳng quán. Yếu quá già xanh nhai lam lụ, quyết cùng hoàng vô phân đấu nuôi con giáo dục vuông tròn. Đếm ngừng học đạo đệ tử ân sâu chưa báo, hổ phận kém hèn nhờ này quỷ trước đại sen. Chí thành cung kính đạo tràng thanh tịnh tăng bảo trang nghiêm, hoặc thừa tự tứ hoặc thiện tam thuyền, đầy đủ thiện viên nhú lòng thân mẫu. Hổ niệm cho bấy kiếp cha mẹ chúng con, đơm những mưa pháp còn lại thế thân tâm yên ổn phát nguyện tu trì. Đã qua lời qua đời ác đạo xa lìa, chống thành Phật quả ngưỡng mong các đức Như Lai khắp cõi như không từ bi gia hộ. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
sám mục đen. Con quỳ lại Phật Thích Ca chứng minh đệ tử tên là Mục Nguyên, làm con mộ đạo tu hiền. Xuất gia theo Phật cầu nguyện hôm nay, nghe kinh Phật thuyết chề bái ngày. Minh tâm kiên tánh Như Lai trọn lành, lúc không đầy đủ nên danh, muốn tìm cha mẹ lòng thành nhân không. Đền ơn cho bú ấm bồng, điền dùng đáo nhãn xem dòng, thế gian thấy dòng máu khổ muôn ngàn. Ôm đau đôi khát trong đàn quỷ ma, một điên kêu mẹ khóc la, đau lòng thương mẹ đó Diêm Đình. Thanh đời nhìn thấy con mình, một điên kêu mẹ hết tình gắn công. Con ơi mẹ đói trong lòng, một điên nghe nói khóc rầm thở than dỗi dàng về. Tại thế gian bát cơm bật cơm mà một bát đem sang cho mẹ mừng. Và cơm vô miệng chừng, chén cơm qua lửa phần phần thành than. Một liên xem thấy rõ ràng, trong lòng đau đớn khóc than buồn tình. Mẹ ơi niệm Phật đổ mình trở về, lại Phật cầu xin mẹ già Thích Ca Đức Phật phân hóa. Mẹ ngươi tội nặng đọa xa Diêm Thành. Ta nguyện cứu thai Pháp đành cần cầu, tăng chúng tịnh thanh chú nguyện. Cầu cho phụ mẫu hiện tiền lục thân, quyến thuộc bình yên điều hòa. Bấy đời phu mâu đã qua về trời, hưởng phước sáng đò hào quang, vui chơi thông thả thanh nhàn. Ngày rằm tháng bảy lập đàn trái tâm, sấm xanh trăm món đồ ăn, trái cây ngũ quá hương đăng rõ ràng. Chiêu giường bồn nước mụn mờ màng, người trà la bát vàng đựng cơm, những đồ vật quý bông thơm. Thành tâm dọn tiệc lan bồn phân minh, cũng nhường tam báo cầu kinh. Chư tăng tịnh giới giữ gìn nghiêm trang, cầu cho thi chủ tại đàn tâm thành thường định giai gian. Chúc nguyện thanh đề khổ ích hết liền, ngày rằm tháng bái thành tiên chưa về trời. Nồi gương hiếu thảo đời đời xót thương, phụ mẫu hiến thời núi con. Nhai cơm cho bú hao mòn, ơn sâu mà đặng thương con, nghĩa đặng thương con hết lòng. Trời cao đất rộng mênh mông, biển hồ lai láng, tánh đồng thế sơn tu hành bao thứ trong ân. Độ đời ba cõi sạch trơn trọn lành, một liên đại hiếu tu hành, báo ơn phụ mẫu nên danh độ đời. Hồi hương phúc tụng kinh công đức tu tăng hạnh, vô biên thánh phước giai hồi hương phổ nguyện pháp giới, chư chúng sanh tất giáng vô lượng quang Phật sát. Nguyện tiêu tâm chướng trừ phiền não, nguyện đắc tri huệ chân minh liêu. Phổ nguyện tu chân bất tiêu trừ thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, cổ phẩm liên hoa di phụ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh Bồ Tát. Bất thối Bồ Tát di mạng lự, nguyện di thứ công đức phổ cập mười nhật thiết ngã dư
đặng như chúng sanh giai còn thành Phật đạo. Tam tự quy y, tự quy y Phật sinh. Nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phải phát đồng vô thượng. Từ quy y pháp sinh, nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng trí huệ như biển. Từ quy y tăng sinh, nguyện chúng sanh thông lý đại chúng hết thải không ngày. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Phật dạy bảo rõ ràng kinh sám, sám vô làng báo hiếu mẹ cha ngồi hiền. Tu niệm tính ra chính còn bất hiếu mẹ cha rõ ràng. Này tất cả các hàng Phật tử, nghe rồi chưa rồi tự hối mình, về nhà phải ráng cầu xin làm sao đáp tha thân mình mẹ cha. Nói theo Phật Thích Ca Đế Đại, phải tu cầu lễ bái song thân từ khi cha mẹ chưa còn trần. Bây giờ bỏ xác hồn thần ra đi, Du Lan tụng vậy thì rất lễ, con phải lo sớm kệ chịu kinh, đặng mà tu niệm cầu xin sống đường thoát khỏi chư ngục hình nay mai. Dù sói đá chống gai cung đang, mới là người xứng đáng hiếu trung con ơi. Hiếu thảo chờ đoạn cùng, thương cha nhớ mẹ trùng cùng làm sao. Cha mẹ ở đề đau la khóc, con dù cho cực nhọc thế nào phải lo cứu mẹ mau mau thoát miền địa ngục về nào Tây Phương. Nhìn họ Mục là gương ta đó, Mục Kiền Liên răng ngó răng coi, lý kinh học đạo sáng soi, lời thầy chi giáo con coi như vàng. Nghe tất cả các hàng Phật tử, đúng ngày rằm tứ tứ nghe chưa nhớ, rồi không sớm thì trưa, sắm ra vật thật kính thưa, sông đường trời đại hải xót thương hiểu thảo, hộ cho mình đắc đạo kim thân, đặng mà mẹ cõi hồng trần, cứu cha cứu mẹ về lần khỏi thiên. Nam mô Đại Hiếu Mục Liên, hộ trì bá nga tánh cần chuyên tu hành, ngày nay đúng ngày lành tháng bảy, bần sĩ nghèo dịch dài không thông, xin trên tam giáo đại đồng cùng là các thì các ông tăng đường. Về quê dốt làm gương chút xíu, tụng kinh này báo hiếu mẹ cha thì là bần sĩ dịch ra thêm lời, tự lực tự tha tự hành. Giờ thanh tịnh tiếp danh lời Phật,
còn phải tu bảo vật cũng nhường cúi đầu lại Phật mười phương, hộ cho ba tánh trăm đường khỏi nguy, dạy con thảo tu đi cho kịp, cứu mẹ cha thoát kiếp phải đền. Ân xưa nghĩa nặng lại quên, làm sao mình được chưa dựng nền cao sang. Giờ thanh tịnh họ hàng làm lễ, bằng việc tra kinh kể chỗ này, cầu xin Đức Phật Đức Thầy chứng minh mà hổ trẻ giờ này dáng ra. Đem lục thử Di Đà sáu chữ đắng vào lòng trừ ngỡ yêu ma, chớ con hiền hậu vậy mà lại còn quê dốt mù sa bớ thầy. Muốn cứu chúng giờ này thoát khỏi, phải hy sinh mòn mỏi tâm thân, thầy ơi hộ trẻ tại trần sớm trưa, kinh kể chưa chịu gần công phu. Con cung quá dại ngu buổi trước, nay nhờ thầy mới được sáng trưng, nghe lời Phật dạy vui mừng, từ đây đến việc tưng mừng ô ca. Con cư sĩ tại gia cố gắng giữ một lòng trung trắng trung kiên, quyết tâm tịnh luyện tham thuyền, sau này đắc đạo như một mã liên thông đường. Nhớ cha mẹ ngục dương còn nhớ, biệt thì hài hài có ra sao. Mẹ cha gắn ruột quặng đau, nằm nơi địa ngục biết sao bây giờ. Nghe Phật dạy mịt mờ cũng sang, thiệt là con xứng đáng tội tay. Bây giờ phải ráng ngày mai chi tâm niệm Phật trường chạy suốt đời. Không để thấy sắc tơi sắc ta, chớ tháo hiền phải trả sông thân. Ngày nay tính ngộ tại trần, thầy ơi cứu trẻ được gần từ bi. Đặng tu niệm kiên trì nhân nại, ngày giờ đêm lại bái bên trong, đặng cho cha mẹ thoát dòng, cho con tịnh dưỡng tấm lòng thảo ngay. Làm con người không hay bị tội, cứ đua đòi lặn lội phong ba, quên ân đức mẹ cùng cha. Ngày nay thì việc chưa đậm mà đã ra sao. Đừng mê nhiễm sắc màu tối chết, cha mẹ mình chưa hết đáp đền. Con ơi nghĩa nặng đừng quên, bây giờ thầy vắng túi tên con, còn phải cố gắng làm con đại hiếu. Quyển sách này Phật biểu như sao, đến rằm tháng bảy dương mau, đến ngày tự tứ làm sao đáp đền. Còn cha mẹ hơn nền hơn nuôi, bổn phận mình trong bụi lưu ly. Về nhà tỉnh dậy mau đi, thường cha nhớ mẹ việc gì cũng xa. Làm kim bạc xây nhà xây cửa, mẹ mình ngồi hố lửa hố than. Ngục thiền giam hàm muôn ngàn, tại sao không thấy rõ ràng như như. Con bất hiếu hoại hư bị nạn,
Quay về đi các bạn đồng tu, về nhà phải ráng công phu, đây lời thầy dạy ngẫu du Phật đường. Phật thật là mến thương dân chúng, nào biểu người dân cúng việc chi. Nam mô Đức Phật Muni Ni, hiện giờ con nguyện chứng tri lòng thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Du Lan con mới tụng rồi, cầu xin Đức Phật dùng bồi ban cho. Trí huệ pháp giàu to hơn của, cho đức lành bùng tỏ sáng trưng. Bây giờ con nguyện tại bưng kim vàng thước ngọc để dâng Phật này. Quyết tu niệm sửa ngay vẹn vẻ cho ông cha bà mẹ thoát ra, còn con giải thoát đậm đà, không còn dương dấn trần mà làm chi. Xin Đức Phật chứng tri bôi cuối, xác thân còn đắm đuối đã kề, nhưng còn ở tại sông mê bờ thuyền, rước đảo chưa trở về đại mây. Đặng gặp Phật, gặp thầy học quá nữa, về Tây Phương chỗ tượng bớ người. Mau mau sắm hãy vui tư tại trần, làm việc cho người mến thương, đó thầy dạy làm gương cho chúng. Mỗi tên ma mắng cũng đâu trò, nghe thầy giảng dạy âu lo đêm buồn, nhớ lại quanh co khóc đồng. Giờ ở tại rừng tầm sơn đau, đêm buồn hiu có đạo mấy người, bây giờ thầy rất vui tươi, mừng cho cuộc lễ cho mỗi người chim nghinh. Mau tự đổ cho mình rồi Phật đổ, đôi lời này nghiên cứu lo tu, xác thân xưa đã mờ lu, nhờ Phật mà dẹp khỏi chứ mịt mù thối tâm. Phải lặng lặng làm tròn phận sự, cõi non bồng mình giữ được nghe, hiền lành trời Phật chớ che, từ xuân cho đến mùa hè mấy thu. Cả kêu hết người tu đừng dối, mình tu tâm rồi hỏi lấy mình. Ở này các bậc tơ sinh, mình tu mình đã quên mình làm sao, quên tâm mình biết buồn não thoát. Đây là giờ tạm mất đó thôi, mùa mạc hạ đây coi nó mòn, mà nó mỏi nó trôi như bèo, như vậy chớ ráng chèo ráng trông. Đừng có mơ có mộng có tài, mình làm cho có mình nhai đăng, mà niệm đức Như Lai khỏi sầu, giờ tinh tỉnh rừng hầu buồn thảm. Có một mình có bám cây trong, thầy xin tất cả chưa đạo đồng, về miền mà ráng độ chưa trong lòng mình truy. Kiểm lại hoài việc gì ra hết,
Mình tu hành tới chết mới thôi, đừng tu mê chức mê ngồi. Ghế to mà chùa lớn rồi mình ngồi nghĩ chi? Ngồi gốc cây vậy thì gốc cội, như Phật kìa dung rủi rừng xưa, đền rừng linh thu sớm trưa. Một mình mà đắc đạo này trường cho ai? Cho chúng con ngày nay sáng suốt, ngón đèn trời kết cuộc sáng trưng. Thích Đi Ca Phật tổ vui mừng, con nay đầu đội kính dân Phật ngài. Sao về tựa Như Lai màu nhiệm, nay còn lo âu yếm trong mà lòng. Đại từ của chúng trong trong, hiểu hành cha mẹ chứ trong mà lòng được yên. Và cố gắng cần chuyển kinh tùng, phải tham thiền đừng ngài dục món chi. Niệm Phật Phật sẽ cứu nguy, niệm đi ba tánh vậy thì tồn lại. Phát niệm Phật trong ngoài dữ dàng, niệm cho nhiều như biết mài dao. Niệm Phật tỉnh dậy mau mau, ráng lo mà niệm Phật ngày nào thanh trong. Niệm Phật sạch trong lòng tốt đẹp, niệm cho nhiều đắng dẹp lòng tà. Niệm Phật Phật trừ quỷ ma trong mình sạch sẽ, người ta dẹn ngời. Chẳng niệm Phật vậy thời ba tâm, niệm mau đi cô canh niết bàn. Phật ngày nay đã hạ sang, khuyên trần tu tỉnh vạn nan khổ sầu. Về niệm Phật đôi câu nhờ Phật, niệm cho nhiều xấu tật lánh xa. Niệm đi quỷ mấy tà ma nó đều bỏ chạy, cho ta nhẹ nhàng. Niệm Phật đi về làng chư Phật, niệm Phật đi siêu bậc mứ màu. Bây giờ niệm Phật cho lâu, niệm đi ba tánh đừng sầu. Đừng lo pháp môn niệm Phật Phật cho, vì quên niệm Phật mình lo giàu nghèo, cho nên mình bị khổ eo. Phật trời mà không kính lại gieo gian tà, dù đi đứng vậy mà cũng niệm. Ăn cũng tu âu im từng giờ, thà rằng xác thịt mịt mờ, trong tâm sáng suốt như tờ soi trăng. Niệm Phật quái thường hằng ráng niệm, niệm đi con đặng kiếm tà gian. Niệm nhiều không có gian nan, mình cứ niệm Phật rõ ràng mà thôi. Phật dù ở xa xôi cũng vậy, Phật trong lòng mình thấy hay chưa? Niệm Phật tranh gió bão mưa, niệm Phật mà Phật hộ Phật đưa cho mình về. Niệm Phật đi bộ đề mình tựa, niệm cho nhiều trang chứa dòng châu. Niệm Phật phải ráng cho lâu, thì là tan hết khổ sầu kiếp xưa. Mình niệm Phật phải chừa mỗi lẽ, bần sĩ nay dịch che rõ ràng. Về niệm các chị chớ than, các anh ráng niệm cho nhàn nghe hôn. Mình niệm Phật bốn chôn không được, niệm mà thanh còn trước đừng làm. Niệm đi ba tánh nhà làm, cứ về niệm Phật đừng đàm nay ở mây. Niệm bên trong chớ niệm bên ngoài,
Niệm trong thành Phật, niệm ngoài thành Mã, đó là giáo lý của ta, của Ngài. Nhắc nhở trần gia buổi cùng, đừng có sợ lạnh lùng gì hết. Niệm Phật đi đoàn kết cả hai, không niệm nay đắng mây cay sân si ấy ố hằng ngày. Tập lên mình niệm Phật chí bền thì hết phép nhiệm màu đoàn kết trong trong. Từ bi mơ rộng bên trong, mình về mình ở trong lòng suối thiên. Rừng từ bi giữa liền mắt ta mẹ, nước ma hà sạch sẽ sông ngầm. Tu theo Phật Thánh Tiên Thần, theo bà gia hộ về gần Tây Phương. Niệm Phật đi đường đường chinh chinh, niệm Phật nhiều đừng tính tà gian. Niệm đi mau lẹ nó tan, nó không báo quá trong màn vô minh. Mình niệm Phật trọn tình trọn nghĩa, cũng như gieo rồi tỉa giống lành. Sau này thấy Phật tái sanh, niệm đi quý chị quý anh rõ ràng. Ráng niệm Phật từ hàng minh chứng, Đức Quan Âm Ngài đứng cứu nguy. Niệm Ngài Bồ Tát mau đi, tặng Ngài hộ độ rồi di sát. Mình niệm Phật phải làm chân chất, cũng như ta dâu cất ngọc vàng. Niệm Phật còn số còn sàng, còn gánh còn tỷ như hàng gai ở trong. Mình niệm Phật trong lòng một Phật, dù đuôi mù bệnh tật cũng lo. Niệm đi đừng có bị so, con ơi ráng niệm lên đò thầy đưa. Ráng mà niệm sớm chưa tồn tại, giờ giáng nguy lại bái làm gì. Trong mình niệm Phật mau đi, mình nên tỉnh độ mình thì trước kia. Mau thức dậy canh khuya tâm niệm, Phật ở đâu con kim cho ra. Con là dấu tích Phật Đà, tại sao không biết ở nhà tu thân. Giờ thanh tĩnh thầy gần quý đạo, tại rừng buồn tái thảo bút thơ. Trì kinh sám mới kịp giờ, chữ thông mà không biết chữ tờ không nghe. Xác thân bằng trời che đất chờ, dốt tâm thân còn nở phong ban. Bây giờ xuống trốn trần đà, bị đài bị ở đó hà xa vô cùng. Muốn tu hòa niệm trùng phùng phải niệm, niệm Di Đà kính liệm bên trong. Niệm đi quý vị khai lòng, thì là mới biết nổi dòng giống tiên. Chẳng niệm Phật đừng phiền ai hết, mình lo tu đoàn kết bên trong. Niệm cho khai thoát suối dòng, thì mà tỉnh đổ trong lòng. Nhưng người nhắn mà niệm cho người nhàn nhẹ, niệm cho thanh tập niệm không rành. Niệm đi niệm Phật cho nhanh, A Di Đà Phật cánh thanh nhẹ nhàng. Ngài nghe niệm hiện tàng xuống thế, Ngài chủ mưu lập kế cho mình. Làm đà thấy đã thỉnh sinh diệu, mình về cõi tâm tình Phật tiên. Ráng niệm Phật làm hiền lành dữ, niệm đi con trừ khử yêu ma. Phật gần mình chớ có xa, nay thầy dịch việc lời ra kinh này. Cũng nhờ Phật nhờ thầy muốn xác,
tái sanh rồi bắt ngát mùi hương. Vậy mà ba tánh không thương, còn đem lời lẽ còn dương sự buồn. Thôi cũng được cội nguồn trở lại, không còn lo dáng dạy làm chi. Nam mô Đức Phật Mu Ni chứng lòng, mà con vợ ấy đang ghi chờ lời truyền. Bảo ba tánh làm hiền tu niệm, ráng mà tu đừng kiếm của tài. Làm ăn có chút đôi xài, đặng qua một bữa đặng ngày mà thôi. Đặng trở lại cao ngôi gặp Phật, mê giang hà cảnh giấc làm sao. Sai mê ức triệu chứ lúa màu, dù cho bên đất tấn tàu cũng tan mình. Niệm Phật Tây Phương trở bước, buổi nguy nàng niệm được mới hành. Niệm Phật các đức giật dành, không còn cáo bớn hội tanh lầm mình. Ráng niệm Phật thi sinh mớ đạo, mắt long lanh đừng dạo đó nghe đây. Nhìn gương của Phật của Thầy, nhìn ngay sống mỗi giờ này là sống. Liếc trừng chỉ trong lòng thay qua, ngó lỡ quanh cả hở tội thay. Niệm Phật niệm mãi đêm ngày, niệm rồi mà thấy Phật cũng mà đài xuống đây. Mùa mạc hạ quý dây ma bao, Thầy kể như Tào Tháo đây kể. Chúng con đến rồi hãy đi về, mùa thu sắp tới bộn bề đua chen. Mùa vũ lan trong phen kinh tụng, Thầy dịch ra hướng dũng chỗ nào. Tụng kinh lánh lót ào ào, trong tâm không biết như tàu chở heo. Nghe Thầy dẫn đi theo chân lý, đã nguyện rồi quan hỷ thứ tha. Ngồi tu thanh tịnh tại nhà, chỉ còn sau chữ Di Đà mà thôi. Niệm cho nhiều quỷ lôi không được, niệm đi trò giải trước tầm thanh. Niệm Phật đừng giật đừng dành, bỏ đi cái của hộ thanh. Hồng trần về niệm Phật sao gần Đức Phật. Bỗng từ quan cánh vật sâu xa, đó là Bạch Ngọc Thiên Nga muôn đường. Có con vậy mà qua lê, ráng niệm Phật rồi về cảnh ấy. Ráng niệm đi rồi thấy cảnh tiên, canh đó đâu có của tiền. Xong thôi mà mãi mãi bình yên thương ngày. Niệm Phật đi thần quay trở bước, bội nguy nàng niệm được mớ màu. Niệm Phật chôn nhốt cho sâu, thì tâm không quải không mà hầu đâu con. Mình niệm Phật giữ tròn như Phật, ăn ở đi vấn chật không nên. Niệm Phật Phật dạy đừng quên, nay Thầy dịch việc cài bến chưa đạo đồng. Mượn chuông mò khai dòng giao ly, mượn mó chuông Thầy chỉ mới rành. Con ơi sự thế tan thành đâu còn gì nữa mà giật dành muộn công. Gần tổ Thầy long đông lận đận, thử chúng con có bận đồng sao. Thử thấp rồi lấy thử cao, để coi mặt của mày sao như ai. Muốn đặt pháp Như Lai phải vẹn, đừng sợ đời hổ thẹn nghe chưa. Đi tầm chân đi sớm trưa cũng như Phật bỏ Phật chừa ngồi
không có mê bốn mùa không nghiệm, tái sanh về Phật liệm trần nhớ. Bỏ con bỏ vợ hiện giờ cung tần mi nữ không rờ không ngươi. Ngày quan lại thân người hay cốt, rồi nó bù quá tột chưa vậy ở đây. Tịch sương còn đỏ phút giây, ngày mai ngã xuống cả bầy chưa rụi buông. Ngày dài chớ mờ lu cắt bụi, đêm tri mình đã vui mất rồi, còn gì thấy được xa xôi. Bây giờ tỉnh ngộ con ơi cận thề, gần cây chết lời thề quên làng, gần ra đi kết bạn kẻ thù, làm sao con được biết tu. Con về phải giữ phòng trù trong tâm, dù ai có giết đâm cũng chịu. Phật dạy mình không phải kiểu cùng qua, đó là gương của Thích Ca, còn tu khổ hạnh của bà chưa quan âm. Phải cố gắng âm thầm học đạo, dòng suối tiên ta dạo tâm đi, trong tâm ta chẳng thiếu gì. Tại soi mà không triệt, chứ kiên trì thấy chưa. Ở trần gian mây mưa gió tạt, suốt cả ngày hướng bát cơm tôi, mà sinh tật xấu lại bồi, công đó tu niệm rồi hồi như lai. Niệm Phật đi hằng ngày cho vẹn, gom trí minh mài bén để dành, chặt xong cây đám tà tinh, còn về Đức Mẹ đăng trình Tây Phương. Muốn về Phật nhiều đường ngăn cản, do nơi mình có hạn hay không. Dù chân ta đập kém thầm, cũng lo thoát khỏi cái dòng nguy cơ. Niệm Phật đi thầy chờ Phật đợi, bóng từ quan diệu giới xa xa. Niệm đi anh chị đó mà, chỉ còn niệm Phật Phổ Đà Sơn Khê. Niệm Phật đủ đặng về cõi Phật, công thầy ngồi gặp Phật Thánh Hiền, dạy con tu tịnh Phật tiên, dạy con đâu có mê tiền trần gian. Nước suối chảy gian nan mấy dòng, tỷ suối kia nhiều hầm giọt sinh, đâu phải dùng xuôi của mình. Có dơ, có độc, có sình, có đen. Niệm Phật chớ đua chen canh chấp, niệm Phật nhiều đắng gặp Như Lai. Ráng về thức suốt mực mài, sôi kinh nấu sứ có ngày đắc thân. Nếu gần mực thì gần phải sang, đừng tối đen các bạn hiền tu. Bây giờ phải ráng công phu, Di Đà Lục tự lo tu tại nhà. Đệ tử đâu Di Đà mang mệnh, Phật đã làm cái bến tự tâm. Bảo mình gia điếc gia cấm, vô vườn mà ở vườn à lâm ti kìa. Niệm Phật đi rồi chia các bạn, lửa người hiền có hạn mà chơi. Ta người niệm Phật cầu trời, ta chơi với chúng mà thời ai sao. Một kéo đề lao chông nhất,
hay là bài xấu tốt cho ta, trở nên bất hiếu mẹ cha mày chơi cờ bạc mà rủ mà xế sáng. Nay thầy dẫn trên đàn đồng đạo về dạy con ngày thảo, nghe chưa lầm dân đức Phật đại thừa thì là phải ráng tay chừa tội mang. Đừng tích tịch tình tan chi nữa, đã ngày nay trời mở cửa rồi, sai bầy yêu quỷ tanh hôi phá cho trần tục. Ôi thôi khổ nghèo, đừng có lại có lèo hơn Phật. Mình trăm mưu ngàn kế cũng thua, phép trời nay đã bùng tua rồi thôi. Một chút ngày mua hết trần, thoát mãi lông không cần đâu đạo, thoát ở đâu ngày giàu. Đã nay sanh đẻ nơi chốn trần ai, mình đừng qua mắt các ngài thấy tôn. Sắp đen tối hoàng hôn bảy bữa, đất trời đang nghiêng ngửa kia kìa, tại sao không biết đường về, chỉ lo niệm Phật rồi lìa mới mau. Niệm Phật tránh khổ bệnh đau, tà ma nó thấy cũng nhào lánh xa. Niệm Phật thanh tịnh tại nhà, niệm đi ba tánh chị bà chú cô, công thì dẫn đắp tô sanh suốt. Cũng vì ai cất cuộc như vậy, vì thương ba tánh phút giây, cho nên thầy phải chờ rủ đầy sát thân. Dân lệnh của đạo bần phải ban, dân lệnh ngài thỏa đáng hay chưa? Ta ở đây dân lệnh đại thừa, thầy còn lẽ đò đưa chiến chiều. Dòng suối ngọt thương yêu quý vị, thao không lo mài trí sáng trưng, gặp tiền gặp bạc vui mừng, còn bỏ trời Phật nữa lần được không? Bất hiếu thử ngồi trong ngục thầm, nay chỉ phân mửa dám đơn say. Niệm Phật, Phật cho gặp ngài, niệm danh mà Bồ Tát ngày mai yên nhàn. Niệm Bồ Tát các làng ba tánh, bị cuồng phong cũng lánh được xa, đó là hoài lực của bà rước ca mình qua khỏi nạn. Mà trời ru ráng niệm Phật lo tu mới sống, đừng có mơ có mộng chức cao, dù cho sắc lúa tài màu hay là bạc tỷ sang giàu sâm xê, mình nhắm mắt đi về lặng lẽ, kiểm tâm đi rồi sẽ biết liền. Bây giờ mình giữ sao hiền, đặng còn tồn tại chưa về miền tiên bang. Công thầy tổ không an một chút, bụi khổ sầu nhinh nhúc ra thơ. Đây là văn tự kịp giờ, của nguy tận thế bên bờ chúng mơ xanh, vậy mà nó nạnh tranh tranh cài, không ráng tu sắp quậy kia kìa. Đường đi nước bước không về, vũ minh án mất chôn địa hố sâu. Nãy thì dặn đôi câu ráng nhận, sự tu hành tinh tấn nghiệm màu, bảo mình thức dậy canh thâu đắng mà niệm Phật. Thầy tâu Phật đường, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đại đầu đánh lấy một kiền liên Bồ Tát, đại đầu đánh lấy một kiền liên Bồ Tát, cúi đầu đánh lấy một kiền liên Bồ Tát.
lộn trong đó mấy câu ha. Nhưng mà hồi nãy khác ha, vô tụng niệm rồi khác ha. Cho, không cho nghẹt, cho tụng kinh. Cái này đem ra tụi nó cũng, mình cũng được đứng thiết chót ha. Vô đây hết, có vậy đó. Rồi cái tỳ bài niệm Phật đó, di giảng buồn đó, thì bây giờ chúng con phải ráng cố gắng nha. Chứ thầy Nguyễn, thầy dẫn đầu thế giới, còn không? Hết rồi hả? Phải lấy chứ. Trên nước sân kỳ hương, cứ coi có không? Đọc gửi đi đó nha, không có nói hết nha. Vị này nè, nay là hết rồi đó. Để chờ thầy. Vâng lời thầy, tình đồng đạo. Bây giờ mình đọc, đừng có buồn nghe không? Từ nghiệp, từ nhàn chứ. Bây giờ mình trì đọc, không có đánh mỏ, đánh chuông. Nhưng mà vâng lời thầy trước đi quý vị. Đói bụng không? Hết đói rồi ha. Tư tưởng ăn nãy giờ no rồi. Xin kính thưa hết tất cả đồng đạo, anh em bốn biển năm châu, hoàn cầu thế giới, trong và ngoài. Chắc có lẽ lời nói của bần sĩ này thì nhờ gió giông, nhờ thần linh, nhờ các đấng che chở để đưa sang cho tất cả quý vị. Nếu được gặp, được nghe, được hiểu thì ráng cố gắng kiên trì nhẫn nại. Và những cái bài mà bần sĩ đang truy ra đây đó thì quý vị đừng buồn, đừng chấp. Cái bài vâng lời thầy này không phải ở chỗ này không, mà chùa cũng xài được, đền cũng xài được, lăng cũng xài được, miễn là vâng lời thầy tổ của mình thôi, chứ không nói ông thầy đã tên gì hết. Xin kính thưa quý vị, như vậy thế. Thì bây giờ cái bài mà vâng lời thầy này đó, thì thầy nào? Thầy của mình, trong trí của mình, trong tâm của mình. Vậy đó. Thì khi mình đi học đạo đó, cái mình ghi chú vô tâm mình, mình chứa đựng. Bây giờ mình vâng lời thầy có nghĩa là dâng lời thầy, như là để vâng lời thầy. Thì mình phải như sao? Thì đây là một bần sĩ quê dốt, nhưng trên cho tá bút được ra bài vâng lời thầy. Vậy thì bây giờ một mình thầy đó, thì thầy đã vâng lời thầy rồi, bây giờ phải có đồng đạo để tượng trưng họ đã vâng lời thầy. Thì bần sĩ phải cầm đầu trong quyển giới. Mời hết tất cả quý vị. Vâng lời thầy, con phải nguyện vâng lời thầy dạy, tầm nẻo chân đường phải thẳng về, không nên bài bổn xa xê, việc ăn thôi ở chính tề cho quen. Tu đừng đợi ai khen ban tặng, lòng gìn lòng trong trắng mới thành. Tâm không nghĩ đến lợi danh, ý đừng ràng buộc bao quanh việc đời. Hồn tư tưởng thành thơi an lạc, cố gắng tu giải thoát cho rồi. Đừng để nghiệp lực kéo đôi, mà tâm nổi dậy ôi thôi còn gì. Cố gắng dẹp sân si ai ố, đừng để tâm bộc lộ phàm trần. Mất đi phước báo hồn ân, tu hành liêm chính Phật ân phóng hào. Thân tâm nhớ đừng nào ràng buộc, có tính toàn kết của cũng rồi. Đường lành đức hạnh ráng nói, ráng tu sao cứu dân nòi hòa chung. Tu phải ráng đại hùng đại lực, chân lời thầy khổ cực đói nghèo. Qua nhiều khúc vịnh hiểm eo, bút nghiêng thầy để ráng theo học hành. Tu theo Phật khôn lanh Phật mở, khôn thế trần không rõ đạo màu. Chân truyền pháp lý cao sâu,
chiều mua chiều dài qua cầu sông mây. Mặc tình thế chẳng chê ghét bỏ, ta vui rèn trí tỏ sáng ngời. Biết đường về cõi chơi ơi, ở đâu mà đợi người đời chê khen. Vâng lời thầy chui rèn ý chí, chịu trải qua khảo thí mới thành. Học thông cho được hạnh danh, bỏ đi lợi là con đánh bại vừa. Vâng lời thầy sớm trưa tỉnh giấc, gọi lửa lòng siêu bậc thánh hiền. Sẵn sàng cửa tánh nhà tiên, rửa sông cáo bận nơi miền trần nhớ. Tâm luôn luôn tôn thờ Phật Pháp, chắc có ngày được gặp đình cầu. Những lời thầy nhắc từng câu, đau sầm từng buổi canh thấu hằng lòng. Chịu cực khổ bể tâm mới sáng, tu cực thân xứng đáng con trời. Phải hành đừng phút nào lơi, hy sinh đại khổ cấp thời đắc thân. Phải tự kiểm hồn thân từ phút, đừng để tâm sanh dục dĩ phàm. Tu không đoạn pháp khổ cam, lý không thông hiểu việc làm không ngay. Còn cái phận chứng bài đủ thứ, tâm không tu tích trừ gian tà. Tu hoài Phật lại bỏ xa, nên tâm chưa đựng tình ma dễ đầy. Nay vâng lời đức thầy giải đạo, huấn từ dân hai thảo hiền lành. Rửa lòng cáo bận hối tâm, việc làm chân thiện hiền lành là gương. Vâng lời thầy gió sương không ngại, tu bên trong khỏi lại khỏi quỳ. Kiểm thân tiêu thoát điều chi, nếu sai thì sửa có gì khó đâu. Miệng nói ra từng câu nhỏ nhẹ, nói hiền lương sáng sẽ vui buồn. Nhỏ lời hơn triệu vàng muôn, hiền lành là vốn cội nguồn Phật tiên. Trong lời thầy dĩ kiên ba tháng, tu không quyền nghĩ lại khổ sầu. Ta đây nào có đến đâu, hạ mình tu sửa giấy dầu mới mau. Lời hơn tiếc đừng nào tranh chấp, mỗi cánh chim trời sắp đến rồi. Tu hành nhận sự làm tôi, sống nương tâm Phật sống rồi hội quy. Tu phải hiểu thế gì cũng già, mượn giai chi thấy đã nhiều đời. Tay cầm chuỗi hộp thảnh thơi, hồn ngơi cửa Phật tâm ngơi đạo vòng. Chân lời thầy thoát dòng trần lý, lưu luyến chi rồi bị nghiệp đầy. Không tu biết chốn nào lai, dù chôn mất kiếp biết ngày nào ra. Chân lời thầy thiết tha phút cuối, ở nơi đây dòng suối trượt mây. Lẽ chân thầy đợi thò về, tu cho ngoan đạo bến mây mới rồi. Nam Mô Di Đà Phật, đó là lời của Bần Sĩ. Cũng như các ngài nói là xác thân ta cũng người trần, hồn linh thầy mượn chứ xa gần rồi phải ở đi. Nay ra được lời thi giáo quân, để học trò tương xứng học hành. Học đừng giả bộ khôn linh, Phật còn ẩn dạng rừng thanh tu trì. Thầy giải biểu con thì ráng học, học cho thông cực nhọc chứ không mơ lường. Học hành dài dáng gió sương vâng lời thầy dạy làm gương trên đời. Tu khổ lắm con ơi cố gắng,
đạt đạo rồi siêu đẳng mới màu, thầy về thượng đế thầy tâu. Tâu qua mà tâu đãi chưa khỏi sầu vui tươi. Nếu thầy thấy mỗi người nào được sông giang hà là trượt bên trong, còn ôi hãy ráng ghi lòng học cho thông thuốc thoát dòng nguy cơ. Vâng lời thầy hiện giờ phải gắn, khổ đến đâu cũng đặng tương lai. Vâng lời thầy tổ nay mai thì hành mà phúc qua cuối chờ ngục đài khỏi lâm. Vâng lời thầy giả câm giả điếc, cũng như mình không biết chi chi ở ngoài tâm tối, vậy thì trong tâm sáng loạn chiêu thì nằm ở châu. Vâng lời thầy không rầu không khổ, cũng như qua rừng trổ rồi con giữ đi hạnh đạo cho tròn, sau này cứu chúng hào mòn biết bao. Xin kính thưa tất cả quý vị anh em trong đồng đạo của mình, chùa cũng vậy, thiền cũng vậy, hay là lăng đền cũng vậy, chỗ nào mà có đồng đạo thì mình phải kính trọng. Còn nếu ở chung mà tu, đồng tu với nhau phải lo với nhau, giúp đỡ nhau. Còn nếu mà đồng đạo mà người ta đi chùa về đó, mình cũng đừng ái ố nữa, mình đừng khinh bỉ, mình đừng có nói là thầy tu hay quá, giảng này kia. Một người lãnh một cái sứ mạng, một người lãnh một cái trách nhiệm, một người lãnh một cái nhiệm vụ của người ta. Cho nên hôm nay mình không được phê phê, không được che bới. Thì bây giờ cái tình đồng đạo này nó nặng lắm. Tình Phật á thì thấy vậy chứ nó cũng không đánh đổi, mà cái tình đồng đạo này nó nặng lắm. Nhưng mà tất cả chúng con, tất cả ba thánh, tất cả ai ai thì cũng có người biết rồi đó, có người chưa biết. Hôm nay bằng sĩ muốn trưng bày lên đây để nói hết. Nói rồi sao vậy? Bằng sĩ rồi ta chết. Chứ ta đâu còn sống ở chỗ này để chi mà để giấu hết cái này ra. Nói ha, gia tình đồng đạo này là tốt lắm. Nếu mình thấy đạo mình thương à. Dù đạo Bủ Sơn Kỳ Hương hay đạo Phật giáo hay là đạo Thiên Chúa ha, Giê-xu Christ, hay là bên Thánh A-la Mô-a-mét, hay là bây giờ mấy đạo nào đó, Cao Đài đó cũng là đạo. Gia đình hôm nay ta phải đọc cái bài tình đồng đạo này cho tất cả quý vị để hiểu, để thương, để mến. Hãy vô tu nguyện đồng đạo rồi thành đạo. Rồi bây giờ mình là người Phật, tới đây mình là Phật đạo. Bây giờ là mình người đạo. Ai hỏi mình chú theo đạo nào? Dạ có, tôi theo đạo thôi, đạo người. Trả lời vậy đó. Vì ta hỏi ngu mình trả lời vậy. Còn người ta không hỏi đó, ta nhìn gương mình ta biết mình là người đạo. Ẩn thân tu tịnh để tham thiền, sớm chiều trai lạc để thượng duyên, ăn cho nhàn nhẹ về tiên cảnh, nào có mê trần lại chính chuyên, ráng cố gắng. Nói vậy đó. Thì hôm nay cũng trình bày với tất cả trong và ngoài, nếu ai được có nghe lần này phải tiếp tục hòa đồng tôn giáo, ngũ chi hiệp nhất, chứ không nên phân biệt chùa thiền hay là công giáo này tôn giáo kia. Tại vì cái công sở người ta khác, nhưng mà ta cũng đi về con đường đó, như vậy đó. Thì mình phải thông cảm, người ta thông cảm mình chê bai này, mình không làm gì được hết á. Ta chê Giê-xu nè, rồi chê Tin Lành nè, đều chê đầu này đầu kia, không có gì chê đó. Mình chê mình đi, mình chê mình chán mình rồi mình mới quay về giúp Phật được á. Sáng tới chiều mà ở trong lò lửa mà không hay nữa, rồi mình bị nhận nước mình cũng không hay đó, chết ngọt cũng không hay nữa đó. Rồi đói khát, rồi giàu nghèo, rồi đi xin ăn, rồi đi ăn cắp ăn, rồi làm này kia mình cũng không biết nữa. Đó là cái tâm mình nó bộn rộn quá. Vậy hôm nay mình tu lại, mình tu nó bình yên, cũng như là sống bủa, nước không có tràn gì hết á, biển lặng phắt hết, thấy không? Vậy thì thiền nghe người ta qua tốt đẹp. Còn mình không lo tu, mình biết gì á. Mình tính mình đi chùa mình lại ba mớ rồi đó, cái bắt ông sư ông chứng minh cho mình. Rồi muốn ông nào lại đem ông ra nữa chứ, quỷ chùa, thấy không?
Như vậy thì bác sĩ cũng hơi động lòng từ chứ. Đi vô mà xuất sáng đẹp như cái con yêu chiều đó. Ghê không? Đặng nó quyến rũ. Thì hồi đó thầy mới nói quỷ chùa. Ai cũng nói chùa đâu. Chỉ quỷ chùa. Đó. Ma nữ nó vô nó làm quỷ đó. Nó kéo mấy ông thầy ra trơn ta quyết tu giải thoát. Mà nó không cho giải. Thấy không? Ừ, nó không cho giải thoát. Nó cho giải đẹp quấn ông sư đi. Nó vậy đó. Thì hôm nay thầy muốn nói tận tình. Chứ cái tình đồng đạo này là không phải gì hết. Rất không có đụng chạm ai hết. Cũng có gì hết. Chỉ khuyên thôi. Thôi xin mời hết tất cả đồng đạo. Cùng thầy. Thầy đọc trước nha. Tình đồng đạo. Tình đồng đạo thương yêu như một, nghĩa anh em chỉ cốt nguyện thề, chăm lo chớ có bỏ bê, gánh gồng mọi sự nặng nề sớt chia. Tình đồng đạo khuya dậy sớm, mến thương nhau đau ốm dưỡng nuôi, đói nó chia sẻ ngọt bùi, mang nồng chấp nhận quà vui học đường. Không được phép buồn thương giận ghét, khuyên nhủ nhau giữ vẹn thí chung. Đừng nói hết nha. Không, không chỉ phải phái hợp hùng. Thầy đọc rồi không được quyền đọc ở trong đi đi trước thầy như vậy. Nó hoài không bỏ tập. Đọc lại. Còn thầy nín đó, thì nhường cho quý vị. Phải tập học, phải tập tu. Không tập tu, tu không được. Muốn hơn tiếng kinh, muốn hơn thầy, muốn cao hơn, muốn đọc cho rộng ra. Nhưng mà thầy đã cầm đầu rồi thì phải để cho cái người ta cầm chầu, người ta đánh trống chứ. Có đúng không? Sao ngu vậy? Nói trong này cũng đi tất cả cho người ta nghe đó. Để người ta sửa đổi đó. Như vậy đó. Mình đọc cái này là đọc cho tất cả chị em nghe, anh em nghe tiếng ru hồn của tình đồng đạo như sau. Đó không? Nghe phát sóng lên á. Xin tất cả các anh em quý vị thông cảm. Vì không rầy đó mày làm nên, không có thầy mày cũng chẳng nên. Mà không có thầy cả bầy tiêu hết á. Đó vậy đó. Thì phải rầy, phải nhắc, thấy không? Như vậy đó. Thì anh em đừng có buồn nha. Quan hỷ, có lời thâm trầm, có lời thịnh nộ. Nhưng trong cái nóng này đó, để bảo vệ cho tất cả các vị có uy tín để trì kinh, đọc giảng và làm những công chuyện của Phật Pháp mà mình đâu hơn chi nha. Thế vậy đó. Chứ hơn thầy thì cứ ra làm, cứ ra lo. Nó đâu hơn gì đâu. Mình đi trì kinh nha. Mình đọc cái bài này một mình thầy cũng được. Nhưng mà thầy đâu có tự biên tự diễn một mình được. Để cho đồng đạo có ý thức và sơ rọi thấy được cái quyển này để rồi về nó làm ăn đó. Nó làm lụng riết không biết gì. Cái gặp đồng đạo ấy, anh đi đâu về vậy? Tôi đi trên kia. Lúc này rảnh quá hen đi chơi. Đó cũng là miệt thị cái người đạo đó rồi đó. Không được quyền. Nói vậy đó anh đi đâu về vậy anh Tám? Anh Tám trả lời tôi đi vậy hả? Thôi chúc anh mạnh giỏi nha. Vậy được rồi. Con cái này khinh bỉ người ta. Đọc nè. Tình đồng đạo thương yêu như một, nghĩa anh em chỉ có nguyện thề, chăm lo chớ có bỏ bê, gánh gồng mọi sự nặng nề sớt chia. Đọc lớn nè. Tình đồng đạo thức khuya dậy sớm, mến thương nhau đau ôm dưỡng nuôi, đói no chia sẻ ngọt bùi, mang nồng chấp nhận quà vui học đường. Không được phép buồn thương giận ghét, khuyên nhủ nhau giữ vẹn thí chung. Không chia phe phái họp hùng, ghét ghen thù hận không chung con trời. Tình huynh đệ không rời một bước, nghĩa kim bằng anh trước em sau. Có khi đói lạnh giúp nào, cơ hàng giấc giả cùng nhau giấc nhiều. Học chung thầy sớm chiều gần gũi, nhắc kề nhau từng buổi học trình. Đằng đó rạng bậc thơ sinh, không còn bê bết linh đinh giữa dời. Anh tri sáng thì em tôi
Vì ngu khờ chưa biết lối đường, dắt diều qua rảnh qua mương, tận tình em nó biết đường đã thông. Đừng có sợ mất công mơ quý, cùng chị em mỗi tỷ sống chung, nương nhau cho đến ngày cùng, tâm hồn tư tưởng trùng phùng đau đớn. Đường học đạo trăm cây ngàn đắng, thầy dẫn trò cố gắng những bền, rằng khuôn phép đừng quên, ý cương lịch sử là nền đạo nhân. Còn tu học chuyên cần tháo lược, đừng nghĩ mình ai được thành bài, thầy chưa kiểm trò trả cho ai, răng mà kiên nhẫn ngày mai đến trường. Thầy kiểm đạo không cương không gì, trò ngoan ngoan chớ phí học hành, cũng đừng vội giả khôn năng, sanh tâm xảo tu hành được đâu. Giữ uống phép đứng đầu học dân, sự ký cương tinh tấn vô cùng, lịch sử đây có sống chung, mai nhà thánh đức trùng cùng với nhau. Đồng tu học ai nào cao thấp, bỏ thơ quen cố chấp ngày xưa, nói năng đừng có phải bừa, thầy dạy đủ lực sớm chưa làm thành. Nói nghe thẳng quẹo quanh mang tội, nói nhẹ nhàng sám hối trong lòng, không nên nghĩ chuyện minh mong, chuyện gì thực tế đạo đồng làm theo, phải thực hiện trồng gieo giống tốt, tu làm sao đường cột gương đời. Kỷ cương không nói lá lời, hay bàn những chuyện cơ trời mông lung, tình đồng đảo hiệp cùng thống nhất, đồng lõ tu đại lực đại hùng, thứ ta bác ai khoan dung, dầu cho tội lỗi muôn trùng cũng tan. Tình đồng đảo đảo tràng lịch sử, biết nhường nhau ke dưới người trên, khổ đau cũng quyết chí bền, dân lời thầy dặn mới đến sau này. Đừng tôn trọng kẻ hay người vợ, thầy kiếm tâm trí nhớ sáng ngời, không phải sắc tướng phe phơi hay là cửa miệng lời vợ hay. Học phương phép đủ đầy hạnh đạo, sự nói năng hòa hảo thuận lời, tu hành không phép nói chơi, nhỏ to nhiều tiếng mít lần tính sao. Tâm thanh tịnh kịp nào giây phút, coi mình còn lúc dục hay không. Nay ta dặn hết đạo đồng, kiểm trí từng phút lỗi lầm từng hơi, cùng đồng đáo vẹn lời chung thủy, nhớ ở nhau rên rỉ bên tai, thức khuya dậy sớm bài chăm lo đèn sách ngày mai dự trình. Thầy dặn rồi cầu xin gì nữa, ngồi công phu tu sửa từng giờ, gọi tâm cao bỡn dinh giờ, đồng thành băng lu mờ quá lâu. Nay thầy dặn đôi câu ráng nhận, cố gắng tu tinh tấn đặng về, nhìn kìa suối trước trận mê, vô bờ vô bến biết về nơi đâu. Ráng nhìn nhục thanh tâu tu đạo, giữ tâm mình hoài báo hằng ngày, sạch trần diễn kiến Như Lai. Ta dặn đồng đạo học bài ráng chăm, cùng đồng tu hiểu lầm mất mát, sai trật nhau tạm gác bỏ qua, từ bi theo Phật hải hà, anh em đồng đạo một nhà một tôi. Thầy đâu có xin đòi ơn đạo, hay cúng dân cơm gạo thiện vàng, tu hành đừng để dở dang, hy sinh đùm bọc đạo tràng trả ơn về, và đừng có thua hơn dẫn dội, trả ơn thầy cấm buổi sớm chiều, canh thàng chung sống hầm hiu, thầy có tịch diệt dắt chiều chấm lo. Xin kính thưa quý vị, ngày mà thầy về rừng đó để lập ra để mà sự sinh sống, trồng rẫy bái cây trái hay hoặc là củi lửa gì đó, để rồi ở tại rừng biên cương,
ở gần nơi rừng Tha La, biên giới khổ khắc lắm, thì mình không có chùa mà cũng không phải chuông mở thì làm sao mà nói chuyện với tất cả mọi người, anh em của mình nhắc nhở nó như thế. Thì đồng đạo mến thương đó cứ về hoài và đi đến đi tới đi lui đó, thì thầy cũng sợ xúc phạm thần rừng thần núi thần cây thần cối đó, cho nên thầy mới ra bài thanh quy. Ở bệnh viện, ở công ty, ở chỗ nào thì cái gì quy đó, nậu quy. Còn bây giờ thanh quy rừng thiên linh, thì thầy mời hết tất cả đồng đạo đọc bài rừng thiên linh. Có dạy mới khôn nha. Đó vậy, còn không dạy không có khôn đâu ạ. Nên như thế thì bây giờ mình đọc cái này là đọc cái giọng khác. Để làm chi vậy? Để khoe không phải đâu, phải cho tất cả các vị biết là thầy đang ẩn dạng tại rừng thiên linh. Rừng thiên linh trang nghiêm vắng lặng, mong đạo tâm cố gắng tinh thần, lòng đừng sao xiến bân phân, có về thanh tịnh tại rừng Tòng Sơn. Mau xóa bỏ buồn hờn thế tục, bước chân vô trong lúc tượng ngài Quan Âm Bồ Tát hiện ngay, độ người thoát khỏi ngục đài thế gian. Đây là chốn lánh trang nhàn rồi, cũng là nơi nguồn cội Bù Sơn. Nếu ai cực khổ không sờn, là nơi tịnh diệt thoát cơn luân hồi. Chấp nhận khổ quá nhồi xác thế, đắng bám vào cõi rễ Di Đà. Nói theo Đức Phật Thích Ca, tu hành khổ hạnh mới là đắc thân. Nay bần sĩ lưu dần bút đệ, mong đạo tâm đảnh lễ dâng lời. Rừng Tòng vắng lặng thảnh thơi, để tâm thanh tịnh đừng khởi diệt phàm. Ngày cố gắng lo làm công quả, đêm công phu rồi đã tham thiền. Quán tâm đạt lý thiên nhiên, thì là mới hiệp rừng thiên cõi lành. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Đó là vừa đọc xong cái bài thanh quy ở tại rừng thiên linh mà thầy đang nghỉ ngơi nơi rừng đó. Thì cố gắng làm sao, vì mình không có giấy phép mà mình không phải lậu, đây là ăn cắp người ta mới là lậu, còn mình không có giấy phép thì mình cũng không thế. Thì nhà nước phạt mình đúng chứ đâu có sai, nhưng mà các vị tiền bối của chúng ta trong phái Bưu Sơn Kiền Hương đó, thì ngày xuất hiện để mượn cái xác thân này để trong ngày mặc hạ để khuyến, mà mượn nữ nữa thì thấy khổ không. Nhưng mà thầy đã biết rằng cái xác thân của thầy là hồn nữ, hồn nam mặc xác nữ, biết cái tiền kiếp của mình, cho nên năm nay phải lãnh cái phận sự rất là khổ, vừa giảng chỉ vừa làm sống tự lực hánh sinh để tìm kế sinh nhai hằng ngày để lo tu niệm và lo cầu nguyện cho vạn dân bá tánh. Nhưng mà mình đã phải một kỳ cán bộ mà nói chuyện với nhà nước dễ, là dân mà hỏi 100 tiếng đưa 100 lá đơn không bằng cán bộ nói mấy tiếng nhà nước rất tin tưởng. Vì lẽ đó cho nên năm nay đó thì thấy cái sự thế nó khổ quá, đủ chuyện hết, cho nên ngồi buồn đó. Thì bần sĩ mới ra cái bài Lại Quan Âm. Nói vậy thì Lại Quan Âm này đó, để thầy sẽ mượn chu mỏ này thầy đã tụng lên cho quý vị nghe. Cúi đầu lại Phật Quan Âm, tha cho trần hạ tôi tâm chưa mù lòa, cho nên phải chịu đã sai. Đau thương đôi khổ khóc la chan, dầm chúng sanh ráng niệm Quan Âm,
tai qua nạn khói, khói nhầm bệnh đau. Nếu ai tâm tánh xôn xao, niệm danh Bồ Tát thì mau nhẹ nhàng, bệnh tình quặn nặng rên than. Hôn mê không biết giấy gian, danh ngài thì là bình phục lại ngay, không còn đau nhức rứt rơi nặng nề. Ai người tỉnh tỉnh mê mê niệm ngài Bồ Tát chớ hề để lơi, thì mau bình phục cấp thời, tà ma buông bỏ nó thời chạy xa, nóng lên như lửa cháy nhà. Niệm đến Phật Bà mắt mẹ lại ngay, Quan Âm niệm Quan Âm hằng ngày đừng bỏ, niệm cho nhiều thấu rõ bên trong, sửa tâm sửa tánh sửa lòng, dù bao cay đắng mặn nồng cũng ta. Niệm Quan Âm bình an gia hộ, việc làm ăn nhàn rối vô cùng, người tu thì được ung dung mạnh lành cho đến ngày cùng nhàn an. Niệm Quan Âm lửa tràn cũng tắt, ai giữ dằn cũng phải hiền lành, chỉ cần gọi đến hoài danh thì là ngài, thì ngài thể hiện rất nhanh cứu người. Niệm Quan Âm đại từ ban pháp, khiến cho mình được gặp hiền nhân, giúp cho qua giúp bao nỗi khổ tại trần. Đó là Phật niệm muôn lần chứng minh, ngài cứu cánh cứu tình dương thế, trên không gian lễ hà sa, tiết xương đã phụ thân bà, vượt tầng mây khói lượt qua muôn ngàn. Mong sao cố trần gian hết khô, không nể hà nơi chỗ bể bùng, bà về ăn nghỉ không trung, còn lo cứu thế giữ hung chật đàn. Niệm Quan Âm trần gian mau gấp, bà cứu liền do tóc khỏi trôi. Nếu ai thường niệm ai bà rồi, dù cho lấp biến giờ đòi không sao, Bồ Tát thân tối cao tối thường, chịu ức quan ngài tưởng không gì. Dù muốn thử thách kê chê, cứ làm việc thiện đắc thì quả cao, nay chúng con làm sao nói dâu. Tu hạnh bàn à, dù phải quan tình lái, cầu Bồ Tát quay linh chúc chừng lòng tất cả chúng sanh. Khẩn nguyện Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Xin kính thưa quý vị, kể như là cũng gần kết thúc vào những mùa Vu Lan, nhưng mà để tìm ra cái lý để giải thêm, cũng như thầy cho một chữ mình giải ra 10 chữ để cho tất cả chúng sanh anh em mình để lo tu hành. Không động không tình, để nghe lời thầy đã nhắc nhở, để thấu triệt vào cái tâm linh của mình, để hàm chứa tất cả các sự việc rất tốt đẹp. Mình động tình như vậy, mình mất đi một cái nguồn chân lý mà biệt dạng hình nó ở đâu á. Hãy hô có là nó có, mà hô không nó không. Cái đó là mình không thể mua bán được. Như vậy thì mình phải quý trọng đầu đội dây mang. Cái gì mà nó không có mà nó có, còn cái gì nó có đầy tràn đâu có quý, thấy không? Nó như vậy đó. Như cái mùa thuận đó thì rau cải nó rẻ lắm. Mùa mưa nước ngập lụt 50.000 đồng 1 kg, thấy quý không? Còn ngày kia có 5 đồng à. Nói vậy, mùa mặt hạ mà các ngày còn hạ sang xuống miền để khuyến đạo, rồi thầy lại cho thầy thêm một phần nữa. Như là ngồi buồn thì quý vị tính cái này kia, còn thầy cầu nguyện Đức Quan Âm Bồ Tát. Nhưng mà cầu nguyện này chí lý không sai, phải niệm bà, cái hoài linh của Bồ Tát như sau: bà về nó cõi tịnh độ hà sa mà nghe chúng sanh nguyện, Phật bà hiện ngay. Là như thế. Thì thầy có học bữa nào không? Nhưng trong khi tụng kinh Vu Lan này, thầy có xin lỗi tất cả các vị cao tăng trưởng đạo cùng là quý khách,
hay là độc giả, hay là tất cả các con, các ngài vị ở xa gần, đừng có chấp. Vì thầy đâu có biết chữ đâu, mà đọc cho nó rành mạch, mà không biết gõ mõ ngọt, mõ gõ chuông nữa. Nói như vậy thì các ông quan hỷ kể như là cũng gần xong trong mùa Vũ Lan báo hiếu. Vậy thì bần sĩ xin kính tặng những ai, những vị nào có duyên với Phật, có duyên với Đức Ngài thì thấm nhuần đạo lý, còn bằng không thì thầy cũng quan hỷ, không có buồn đâu. Nhưng đừng có mạ lị quá thì cũng đau lòng những bậc tiền bối đã hạ sang. Xuống đây để làm gì, có ăn gì của thế đâu. Hay là Đức Quỳnh Giáo Chủ nói là trời ơi, tuổi trẻ mà tài cao không có đâu nha, ông đã tu nhiều đời đắc đạo thành Phật lâu rồi, nhưng mà ngày nay ta hợp đồng trở lại xuống cứu thế trong thời kỳ mặt hạ này, nếu bỏ chúng sanh trâu chết hết rồi. Cái mình lầm. Bồ Tát cũng giả ra đi bán ve chai lông vịt nữa đó, đi bán bánh, bán bún ha, đi ở đợ, đi làm này kia nọ để thử thách mình, để cứu mình, mà mình không biết, không biết Bồ Tát. Mà mình lập ma đó, mình nói Phật, gặp Phật mình nói ma. Cho nên các ngài nói thiệt mà quý thư sinh cho là giả. Phải giả, phải giả dạng. Giả dạng tìm phương để cứu dân, con ơi kỳ chót hỏi quá gần. Thầy không giả dạng dân chết hết, thầy phải ra cơn giả đau bần, hy sinh cứu chung ngài muôn thở. Lại trời trí nhớ được minh minh, đây sắp tới thơ sinh ráng học, học thành tài cực nhọc biết bao, công ơn cha mẹ tạo nào, công thầy dạy dỗ mà sao phụ hoàng. Nhắc cho rõ để sang để bước, tối rừng thu thầy được ra bài. Bên trong lễ giới bên ngoài đều là vắng lặng, thì thi tài mới ra. Ta đâu hưởng nhàn ca của thế, xin mấy ai đừng kể đừng lo, hay là nghe nói bị so, lời hay ý dở trời cho phải làm. Giờ ta kể cổ đàm rơi lệ, Đức Phật ngài chính bể còn xa. Thầy ơi, Đức Tổ vậy mà con xuống bụi cối quỷ ma vậy đây. Thầy phá trận bụng lầy rước tre, đêm từng đêm thọ thẻ rừng buồn, con đâu xài mỏ xài chuông, không chùa không thất dạng buồn bên trong. Kể cho hết tấm lòng hiền hậu, dọn đất lành chim đậu líu lo, con đâu có giữ của kho, tài năng bạc lượng đem cho người rồi, cho thơ phú văn thôi không biết, cho những lời quá tiệc của ngài. Trở về bạch ngọc thiên thai mà còn trở xuống trần ai khuyên đời. Như vậy đó cấp thời không hiểu, người đời ơi đúng điệu đờn rồi. Đờn kêu phải chịu xa xôi, từ đây sắp tới dân trôi như bèo. Đờn kêu đang chống chèo với bạn, lớp mưa to nắng hạn khô cành. Vậy mà còn giật còn dành, không nghe bần sĩ chỉ rành lối đi. Đêm thanh tịnh buồn thì quá xa, buồn cho đời
Tòng bá không nương buồn cho thấy sự không thường. Bây giờ còn mãi vấn vương tội trời, đã kết thúc sự đời tan nát. Ngày hôm nay mục mạc tới rồi, tại sao không nghĩ dân ôi đây rồi tiêu bạc lại trôi ra ngoài. Bền chặt chẽ thiên tai trở bước nghe, bần năng giải trước tầm thanh. Tội gì thức trắng thâu canh, kêu la khóc khổ mối manh người đời. Vậy mà chúng không thời quan hỷ, còn nay mai nhìn kỹ bỡn nhớ. Nói ta xuống thế đợi chờ, xin ăn mà ba tánh kịp giờ hay sao. Đêm khuya khổ rừng nào than khóc, khóc cho ai cực nhọc cho ai, khóc cho ba tánh trận này giờ nguy không biết trời đài không hay. Khóc cho chúng bùng lầy sắp sụp, mà còn ngu còn ngục quá rồi xây chi. Nhà cửa cao ngôi tiền nhiều cũng mất, mà nhà lầu cũng tan. Ta xây đất Tây Phan cực lạc, lầu tiện bang khí ngạc không nhầm. Không ngã nghiêng ngã ngửa ngã nằm, lầu tiên của Phật ta cầm trong tay. Mong đạo sĩ các ngài tha thứ, ta dùng lời bạch tự tâm kinh. Đâu phải mà lại ăn xin kiếm sâu kiếm cắt nuôi mình làm chi. Xin oai linh khí trời nuôi dương, xin các ngài kỹ lưỡng chứng minh. Cụ dân độ thế đăng trình, thì con mát mẻ quá trình hương thơm. Xin các ngài thấu dòm xét nghi, hộ cho con tu kỹ đặng về. Nơi đây là chốn trần mê, cõi sông tướng mã mã đề dừng cương. Kêu thầy ơi xót thương trẻ dại, chốn rừng buồn nguy hại cánh khuya. Một mình sớm tối kia kìa, làm sao trẻ được chất chia. Ai giờ nhờ Đức Phật tôn thờ tâm tâm. Con yên tâm không sánh không bì, biết rằng bạc lốm với chì, để trời lửa hẳn rồi đi ngay về. Thương chúng sanh mà đệ chương tới, thương con trời thế giới loạn cuồng, mà sao lại hỡi không buông, làm cho đất thảm chưa trời buồn lung lay. Nhờ tất cả trong ngoài chứng kiến, con cúi đầu Phật hiện chứng minh. Ngày mai khôi phục Nam Đình, dự thi mà buổi cuối chưa coi mình ra sao. Nay gặp trật ba đạo sống dậy, chưa đâu con nhìn thấy bay hồn. Nay mai kéo đến hoàng hôn tối tâm, trời đất xác hồn để đâu. Còn lấp bể ngăn dấu nhiều cành, biết được rồi thầy lánh đi đâu. Bây giờ xuống chôn hố sâu phải chờ, trước đảo canh thâu lên đò. Giờ thanh thịnh thầy lo chút nữa, chúng con về cái sữa mau mau. Nếu không gặp sóng ba đào thì con phải chết phải nhào biển khơi. Nay thì dẫn đôi lời chắc chắn, nếu mình tu hưởng đặng không sai, làm lành có Phật hiện ngay. Mình đang lánh giữ ngày mai kia cả, Phật ở con không xa đừng kiếm.
nay thầy mình kết liễm bên trong, chúc con chúc hết đạo đồng. Nghe rồi phải ra đuôi dòng giang nguy. Xin kính thưa tất cả đồng đạo anh em, thầy xin chúc lành.